À, thông thường thì các bác hay xem các video của em ở showroom, thì ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem toàn bộ quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên và cũng như là khâu sản xuất của những chiếc chống đồng hoặc là các cái mặt chống của ngay xưởng các bác nhé. Mời các bác theo em để chúng ta cùng theo dõi ạ. Đây, ở xưởng thì các bác nhìn ở xung quanh thì đang là các công đất để tạo nên các cái mặt chống các bác nhé. Rất là nhiều các mặt trống như là các cái mặt trống đường kính 60, 80, 50 hay là 40, rất là nhiều luôn đấy ạ. Đây là các cái khuôn đất đang chờ khô. Đây là quả trống bé các bác nhá. Đây là đang làm cái khuôn của cái quả trống bé này. Đây khuôn đất này, đây là khuôn đất, đây là đổ ra rồi. Các bác có thể nhìn thấy này, các họa tiết được đục rất là sắc nét ở đây. Thì đây là khi mà đã là đổ đồng xong rồi thì sẽ, cái này là chỉ là khuôn đất thôi các bác nhá. Các cái hoa văn này thì nó sẽ in vào trong cái mặt trống hết rồi, các cái quả trống hết rồi. Đây là các cái khuôn đất để chụp. Đây là khi mà đã tỉa tót xong rồi, làm các cái họa tiết xong rồi đấy các bác nhá. Đây các cái họa tiết như thế này đã làm xong xuôi hết rồi. Đây là cái khâu mà chặn tỉa họa tiết, còn các cái khâu khác thì sẽ đang ở đằng sau, đang còn rất là nhiều các công đoạn nữa để làm nên được cái mặt trống các bác ạ. Đây là đang làm sao cho cái mặt trống. Làm các cái mặt trống này và làm sao này phải làm cho nó rất là chắc, chắc cái phần cát. Thế này á, tấm này là mình làm độ mấy ni mấy phân là do tấm này này yêu cầu phát này. Tấm này tấm thịt này, thịt giả xuống dưới. Dưới cái thời tiết rất là nắng nóng các bác ạ, khi mà bốc các cái mặt trống như thế này thì rất là nóng, và cái công đoạn này thì phải làm tận 2 lần, bởi vì là lần đầu tiên khi mà làm xong thì sẽ cho vào nung, sau đó mang ra chờ nguội và lại đắp đất lên và lại vào nung tiếp, rất là nắng nóng các bác nhé. Cái mặt kia là mặt 1 mét, đó đang nung cho nó khô cái lớp ở bên trong, khô cái lớp đất ở cái lớp mà vừa mới chạm khắc xong đấy ạ. Khi mà khô rồi thì đang đó là một số các cái công đoạn khi mà làm lên các cái mặt trống hay là các cái quả trống của bên Hồng Sơn. Và nếu như quý vị đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay vào số hotline là 0911 518 494 để tư vấn nhé. Xin cảm ơn, kính chào quý khách và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.